Hello, xin chào toàn thể anh chị em nha. Thì ở đây là mình có cây hoa giấy anh chị em, mình trồng từ bằng công rễ anh chị em. Thì mình trồng nó ở đây là cũng được 7 tháng rồi anh chị em. Thì hôm nay mình sẽ quyết định mình lấy nó ra anh chị em ơi. Thì bây giờ chưa có chậu để mình trồng anh chị em. Thì mình lấy cái bình nhựa đó, thì mình vô đỡ nó bình nhựa đó. Thì nói chung cây hoa giấy mà nếu mà mình trồng mà theo mà đúng cách mà mình làm anh chị em, mình ép nước thì cây hoa giấy lúc nào nó cũng cho hoa anh chị em. Đó, như giả sử như cây này nè, thì bây giờ mình sẽ cắt bớt rễ nó anh chị em, mình sẽ vô chất trồng mới đó và mình sẽ trồng nó lại. Và từ lúc mà mình trồng nó và mình chăm cho nó, từ lúc cho nó để cho nó ra hoa anh chị em, thì nói chung cây hoa giấy nó dễ ra hoa lắm. Thì đây là mình làm là cái cây này để cho ra hoa để mình chơi anh chị em. Thì mình sẽ gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em mình rất nhiều. Thì anh chị em mình có xem thì thấy ủng hộ thì xin chân thành cho mình một like nha anh chị em. Để gì mình biết là những cái cách nào là mình chia sẻ đến cho tất cả những anh chị em mình, để có mà những cái cách làm mà nó dễ để nó đến cho tất cả những anh chị em mình. Thì anh chị em mình thương tình thì cho mình một like để mình có cái động lực anh chị em, mình tiếp tục mình ra cái những cái video clip để mà chia sẻ đến cho tất cả anh chị em mình. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em mình rất nhiều nha.